Chào mừng các bạn đã đến với mua hàng online, và hôm nay thì mình sẽ làm về một cái con smartphone đến từ thương hiệu rất lạ, đó chính là KXD với cái tên LD68. Và con này thì đang được bán trên sàn Tiki với mức giá là 1.299.000 nha, và các bạn sẽ có thêm những cái mã này thì mình nghĩ là có thể mức giá cuối nó sẽ còn rẻ hơn đôi tí. Và trong tầm này thì con máy này, thứ nhất nó mới full box đập hộp, và thứ hai là nó có 3GB RAM cũng như là 32GB bộ nhớ trong. Và hàng chính hãng, có bảo hành bảo tỏi rất là đầy đủ ha. Và mình có coi đánh giá của người dùng về con này ở bên dưới là các bạn có thể nhìn thấy nha, cực kỳ hài lòng rồi là các kiểu. Mua cho các cụ nghe nhạc YouTube thì hợp, chụp ảnh khá giật coi như không có. Đúng rồi, với tầm tiền này mà độ phân giải màn hình khá nét cũng rất là hợp lý. Đây là những cái nhận xét mình thấy nó cũng khá là thật nha, cũng không phải là này kia đâu. Rồi là ok, máy dùng pin trâu mượt, chính hãng nguyên siêu. Đó, ok, chúng ta hãy cùng thử là unbox và check hàng con này ra xem như nào. Thì đối với sàn Tiki thì được một cái lợi thế là các bạn có thể là được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Và đây là cũng là cái sàn mà mình đang đánh giá cao hơn so với lại là Shopee và Lazada. Nói chung Tiki thì kiểm soát sản phẩm rất là ổn, nên là hầu như là không có hàng fake, hàng nhái hay là hàng kém chất lượng ở trên đó. Thay vì là Shopee thì đó, nó có lợi thế là về sản phẩm đa dạng, nhưng mà nhược điểm của Shopee là quản lý quá lỏng lẻo. Lazada thì cũng không kém đó, nên là các bạn phải mua trên Shopee, Lazada thì phải có kiến thức, phải check kỹ. Còn trên Tiki thì yên tâm hơn. Con này các bạn thấy là có tem phiếu phân phối ICT ha, rất là đầy đủ. Đây là sản phẩm chính hãng mà. L, không biết là tên thương hiệu hay là sao, còn mã máy là D68. Rồi ok, mới full box nguyên siêu qua, mình sẽ khui ra. Xét cho cùng thì trong tầm 1 củ 2, 1 củ 3 thì các bạn chỉ mua được những con máy cũ thôi. Và điện thoại trong tầm này thì chúng ta cũng xác định mua về làm máy phủ thôi, chứ không thể nào làm máy chính. Nên là ok, con này thì nó được cái là nó full box, có 3 RAM, 32 ROM. Và hàng chính hãng như vậy thì mua về làm máy phủ cũng là một option đáng cân nhắc. Rồi, khui hộp ra bên trong xem nó như nào. Hộp thì cũng khá là to. Chung cái thương hiệu L này thì đúng là mình cũng chưa bao giờ mà làm đấy. Đây là con đầu tiên đấy. Thực ra thương hiệu này thì mình hình như là cũng có thấy ở trên các sàn trước đây rồi. Rồi bên trong thì có một cái hộp, và điểm cộng là tuy máy có mức giá khá là rẻ, nhưng mà cái hộp của nó thì mình thấy là ok. Wow, vẫn được tặng kèm ốp lưng ha. Một số con Xiaomi, Realme giá rẻ là không được tặng kèm ốp lưng đâu, như kiểu là dòng Redmi A1, Redmi 9A. Đó các bạn, thậm chí là còn được tặng kèm thêm một cái miếng kính cường lực, rất là ok luôn. Mua online là cứ thế là chúng ta xài. Và đó, những cái phụ kiện bên trong thì mình thấy là có luôn là một cái bổ sạc ha. Bổ sạc này thì mình đoán là công suất nó rơi vào tầm bao nhiêu nào, 5-10W gì đó thôi. Chúng ta cũng không thể nào mà đòi hỏi nhiều, 10W ha. May không phải là 5W, chung là cũng được rồi. Và đây là con máy của chúng ta đây. Với máy của mình là cái phiên bản màu màu đen ha, có tem phiếu hoàn toàn đầy đủ. Ok, wow, dán rất là cứng, rất là chắc luôn. Mặt lưng con này thì khá giống với mấy con Redmi giá rẻ như gọi là Redmi 9A. Mặt lưng được bo cong khá là sâu, cho cảm giác cầm nắm tốt này. Có cảm biến vân tay một chảo nha. Cái này thì mấy con Xiaomi hai củ gọi bằng củ rồi, bởi vì là trong phân khúc giá hai củ hiện nay thì ngoài Tecno ra thì Nokia hay là Xiaomi hay là Realme thì đều không có cảm biến vân tay nha, kể cả là Samsung. Và camera của máy là camera kép đèn flash chứ không phải là ba ống kính, thương hiệu L, và thực sự rất là bền. Các bạn có thể thấy là mình cà vào đó, phát ra tiếng kêu rất là bền. Và cạnh phải thì chúng ta có khay SIM. Mình sẽ check luôn khay SIM của máy là dạng như nào ha. Ba trong một, các bạn thậm chí còn lắp được hai SIM vào một khe cắm thẻ như ngoài đồng thời một lúc, không bị hy sinh tính năng nào. Nói chung là máy phủ thì đây là một trang bị cũng rất là ok ha. Bên cạnh trái thì đặt nút nguồn cũng như là phím bấm tăng giảm âm lượng. Phía dưới thì có cổng micro USB, micro và loa giảm mic. Trên thì có jack cắm 3.5 và những cái spec nổi bật con này ha, hy vọng nó không lắc giật. Có 3 cam ha, và chúng ta có màn là 6.088 inch, cứ cho là tầm 6.1 inch đi. Có face unlock, pin 3600, ok. Thông số này thì chỉ có những cái hãng nhỏ như này thôi, hãng mà không có name như này thôi, chứ hãng lớn hầu như chúng ta không có điện thoại nào mà trong phân khúc này mà được trang bị cấu hình đâu ha.
như kiểu là Xiaomi, Samsung, Realme, Techno thì không có con nào trong tầm này luôn. Ừ, mình bật nguồn không lên ta. Không biết là con này có tháo được nắp lưng không? Có vẻ như không đâu ha. Nó vẫn là thiết kế nguyên khối, chứ không phải là thiết kế tháo rời nắp lưng nha. Trong tầm này mấy con Nokia là tháo rời được nắp lưng. Ok thì chắc là hết pin rồi. Mình sẽ phải sạc pin con này và mình sẽ test thêm để sau đó chia sẻ gửi đến anh em. Mình đã quay trở lại đến đây, như vậy là sau khoảng là một ngày mình test con máy này thì đây là video mình review chi tiết hơn gửi đến anh em ha. Đầu tiên nói về màn hình thì đúng như những cái nhận xét ở trên sàn Tiki của người mua. Khi mà mình sạc pin con này xong mình có bật lên thì mình cũng khá là bất ngờ, bởi vì là cái tấm nền con này thì nó ổn áp phết đấy chứ. Các bạn thấy này, đổ sáng, góc nhìn, đó góc nhìn các bạn nghiêng như này mà các bạn thấy là chữ vẫn có thể đọc được và nó không bị biến đổi màu sắc hay là bị khó nhìn. Góc nhìn con này rất ok luôn. Và con này thì màn IPS LCD ha. Màn hình IPS tấm nền thì thường nó sẽ có góc nhìn tốt. Và độ sáng con này thì cũng ok. Mình áng chừng nó phải rơi vào tầm 450 nits cỡ như vậy. Đó, nói chung là quan sát ở ngoài trời không đến nỗi nào. Cũng như về màu sắc thì thường tấm nền trên các con giá rẻ nó hay bị ám xanh, ám vàng. Còn màn con này thì nó cũng khá là trong luôn. Về chi tiết thì ở mức độ vừa phải, bởi vì màn con này chỉ là 6 inch, tầm 6.1 inch, không phải là kích thước quá to. Và HD Plus, chi tiết ổn. Đó, nói chung màn con này thì để mà một người bình thường quan sát hoặc là để người lớn tuổi quan sát thì vẫn được nha. Không đến nỗi là nó bị rỗ hay là bị thế này thế kia. Tức là với tầm giá như này thì chấp nhận được. Về hiệu năng xử lý thì đó, mình có check thì đúng con này là nó có 3GB RAM DDR3 ha, chuẩn RAM cũ thôi. Và chúng ta có là 32GB bộ nhớ trong luôn. Và con chip là MediaTek MT6739. Với con MT6739 này thực ra nó cũng rất là phổ biến nha, trang bị thêm những cái mẫu máy giá rẻ đến từ Nokia và một số những cái hãng khác. Nhưng mà thời điểm cách đây tầm 3 và 4 năm về trước, con chip này bây giờ thì hầu như cũng ít máy mà được trang bị lắm. Và chúng ta hãy xét từng cái thông số một. Với 3GB RAM với mức như này rất là ok, các bạn thấy là nó không quá lắc giật. Đấy, nó đỡ cái khoản lắc giật. Chứ thực sự với 2GB RAM bây giờ cho dù là Android thuần nó cũng là cái mức không đủ rồi, vẫn lắc giật. Cũng như là 32GB bộ nhớ trong, các bạn thấy nha, mình có thể tải được Advance 9, Shopee, Lazada, Zalo, Candy Crush, TikTok, Messenger, kể cả Liên Quân Mobile và tới game Pizza, Facebook Live. Đó, mà nó vẫn còn trống bao nhiêu này, chúng ta xem bổ nhớ là vẫn còn trống là 19,71GB. Đó, mức trống này thì rất là ok đó, đặc biệt với một chiếc máy phủ thì chúng ta đâu có chụp ảnh hay là lưu trữ video gì nhiều. Đó, bổ nhớ trong lớn thì ok, nếu như có ứng dụng nó có update lên thì cũng không đến nỗi là quá thiếu hụt. Và chip là 6739 thì con chip này thì rõ ràng là con chip đời nó rất là thấp rồi. Và con chip này có thể làm được những gì? Thì nếu như các bạn xài với những cái ứng dụng cơ bản đó, như kiểu là Shopee, Tiki, Lazada, coi YouTube đồ này kia thì nó vẫn có thể đáp ứng được ở mức trung bình nhá. Tất nhiên nó không nhanh mượt nhưng mà cũng không kiểu như là quá lắc giật. Hay là với những cái tựa game thì các bạn vẫn có thể chơi Candy Crush hay là Temp Run 2 hay là tựa game Pizza. Tất nhiên nó hơi lắc nha. Đó, chứ không phải là nó mượt hoàn toàn đâu, nhưng mà cũng thuộc kiểu là chơi được. Và đặc biệt là mình có thử test với tựa game Liên Quân Mobile ha. Nó lên được 45fps thôi, nhưng mà chơi thì nó drop xuống tầm là 2x 23, 24, 25 đến 30fps rồi. Nói chung là con chip này thì nó khá thấp. Đó, cho nên là tùy nha, bạn nào mà thực sự là vượt khó thì mới chơi Liên Quân được trên con này thôi. Nhưng được cái con chip này thì nó vẫn sẽ có mảng 4G LTE nha, để bạn có thể là phát wifi cho những cái thiết bị khác, hoặc là dùng 2 sim, 1 sim data để phát wifi hoặc để mà truy cập. Về phần mềm thì con này mình thấy là nó đang cài sẵn phiên bản Android 10. Ok, tức là với những cấu hình thấp như này thì Android càng thấp nó càng mượt. Cũng không cần Android cao, Android 10 thì thoải mái. Giờ Android 7, 8 các bạn vẫn có thể xài được vô tư mà, chứ đừng nói Android 10. Android được cái là nó không nhiều là iOS đâu. iOS thì bắt các bạn phải update lên thì mới cho các bạn dùng hoặc tải những cái app game mới. Còn Android thì thoải mái, biết tên là nhẹ, Android 10 cũng ok ha. Và con này thì chạy Android cũng gốc thôi, nhưng mà nó cắt giảm đi nhiều tính năng lắm. Nó không có tính năng là cử chỉ đồ này kia đâu. Là những cái cử chỉ vuốt thì mình chưa có tìm thấy, bởi vì có thể nó cắt giảm đi. Cũng như về cái vấn đề bảo mật thì trong này chúng ta có vẫn xác thực khuôn mặt và vân tay này.
Và mình sẽ thử vân tay xem như nào. Ok, tất nhiên tốc độ nó không được nhanh bởi vì không phải là do vân tay mà do cái tốc độ của con chip à. Nó thấp nên là cái thời gian mở khóa tất nhiên nó không thể nào mà nhanh được rồi. Dù cảm biến vân tay cho dù là tốc độ nó nhanh thật, nhưng mà vì giới hạn con chip thì nó ở mức độ như vậy thôi. Đôi khi mình phải chạm. Khi chảo nó còn không mở ấy. Đó các bạn, tốt nhất là dùng pad code thôi. Những con này có vân tay thì cũng coi như là không có thôi. Hoặc các bạn có thể là dùng cái mở khóa bằng khuôn mặt thì mình thử thiết lập xem như nào nào. Đó, cái vòng tròn xanh đỏ tím vàng cũng hay phết nhỉ. Nó đang tính dây. Ok, trông rất ổn à. Rồi có xác thực khuôn mặt này, xem có cái thiết lập là mở khóa luôn hay không. Tốc độ mở khóa thì cũng như vân tay thôi, nó cũng phải mất một thời gian để nhận diện bởi vì nó xài cam trước. Về camera thì con này chắc chắn là theo kiểu là chụp cho thấy hình được rồi, cam chống mù rồi. Hay là cái cam trước nó thì theo đúng nghĩa là gọi được video call, Zalo Messenger, Viber được đấy kia là bừng rồi, nhưng cũng không cần kỳ vọng nhiều. Loa thì loa đơn, chống điếc thôi. Và cuối cùng thì pin thì con này mình check bằng app thì dung lượng nó báo tận 4000, không biết sao. Và pin con này thì thực sự là hôm qua mình có sạc đầy nó lên ở mức gọi là tầm là 80-90%, mà bây giờ nó vẫn còn 60%, thì pin con này các bạn dùng máy phủ là 1-2 ngày là vô tư ha, cũng rất là ok. Rồi tổng kết lại thì với cái con này thì nhược điểm nó là gì? Nhược điểm là cái thương hiệu L này các bạn hư là vứt thôi, không thể nào mà sửa chữa được. Nhưng mà với mức giá 1,2-1,3 triệu đồng này thì mình nghĩ vứt cũng được. Nếu như nó xài được tầm 5, các bạn vứt cũng coi như là cũng đáng với số tiền bỏ ra. Hoặc nếu như hên được 2 năm thì ok, còn nếu như xui mà được vài tháng hoặc nửa năm thì các bạn lỗ, chúng ta chấp nhận như vậy thôi. Nhưng mà con này mình nghĩ là nó cũng không đến nỗi nào đâu. Phần cứng nó cũng tốt chứ cũng không phải là đến nỗi là hàng fake, hàng no name. Nói chung là còn hơn các bạn mua hàng fake. Mấy con như S23 800K, S22 một củ đó, Xiaomi 13 một củ ở trên sàn là vẫn mua mấy con đó mới đúng là vứt thật. Còn con này thì vẫn còn dùng được, giá trị nó vẫn có. Đó, hai sim hai sóng nghe gọi. Rồi nội dung đến đây là kết thúc rồi. Link mua hàng thì mình sẽ để bên dưới mô tả video. Các bạn quan tâm thì cứ bấm vào ha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.